cây, khúc dừa bắt mắt, như đem đến một cái Tết trọn vẹn, sum vầy hơn. Câu chuyện tìm ăn mứt Tết, uống trà nóng. Situé à côté de l'hôpital Bạch Mai à Hà Nội 15. Anh trở về trong tư thế của người chiến thắng. Đích giữa thành phố mang tên Bắc rực rỡ cờ hoa. Huân từng dừng nghĩ về những người đồng đội đã ngã xuống. Mà sống thọ của một cháu sang năm lại đời. Thưa các bạn, không khí ấm áp, giàu sự sẻ chia như thế này được các thành viên câu lạc bộ hạnh phúc tuổi trung niên tổ chức khoảng một tháng một lần. Tại buổi gặp gỡ này thì mọi người cùng nhau đi chơi, đi xem phim, đi thưởng thức một bữa ăn hoặc là cà phê tâm sự với mong muốn là tìm một người phù hợp để bầu bạn. Và trong không gian giao lưu kết nối này thì tôi có thể cảm nhận là các thành viên vui vẻ và hạnh phúc hơn. Khi mà mình có những người bạn, mình có thể thoải mái nói về những cái nỗi đau của mình có thể khóc, mình có thể cười, người ta sẽ hiểu hết bởi vì người ta cũng đã trải qua. Chứ còn với những người khác thì những người bạn thậm chí là thân nhất hoặc với chị gái, người ta cũng không thể hiểu thấu. Đến đây thì gặp các bạn mình rất là vui, các anh, các chị, các em để đồng cảm cũng rất là vui. Và cái lớn nhất của mình đó chính là mình muốn thay đổi cuộc sống, mình muốn tìm thấy sự thay đổi, tìm một người bạn cho mình. Không chỉ thu hút nhiều phụ nữ trung niên tham gia câu lạc bộ, mà nhiều nam giới cũng biết tới và nhiệt tình tham gia các hoạt động do câu lạc bộ tổ chức. Họa sĩ Trần Xuân Phúc, sống ở quận Đống Đa, Hà Nội chia sẻ, ông độc thân từ năm 2017. Sau đổ vỡ trong hôn nhân, mặc dù bận rộn với công việc và quảng giao xã hội, nhưng mỗi khi trở về, ông một mình đối mặt với nỗi cô đơn trong căn nhà thiếu vắng hơi ấm của người phụ nữ. Đó cũng là lý do để họa sĩ tìm đến câu lạc bộ Hạnh Phúc Tuổi Trung Niên. Xin chào chú, cơ duyên nào đưa chú tới câu lạc bộ Hạnh Phúc Tuổi Trung Niên ạ? Cái cơ duyên thì đúng là không biết bắt đầu từ đâu, nhưng có lẽ tất cả mọi người ở cái tuổi trung niên ai cũng phải có nhu cầu và hạnh phúc. Đàn ông bao giờ cũng cần bên cạnh mình có người phụ nữ để sớm ôm chia sẻ vui buồn, và người phụ nữ cũng thế. Thế thì câu lạc bộ Hạnh Phúc của Tuổi Trung Niên ra đời thì tôi rất ủng hộ, với cái tư tưởng là hiện đại, rất là tích cực, rất nhân văn. Sinh hoạt cùng với lại các cái thành viên trong câu lạc bộ Hạnh Phúc Tuổi Trung Niên, chú có cảm nhận như thế nào về các cái hoạt động của câu lạc bộ ạ? Hôm nay có cái dịp gặp gỡ các thành viên của câu lạc bộ Hạnh Phúc Tuổi Trung Niên thì tôi thấy vui rất hay, là bởi vì mỗi người ở trong mỗi lĩnh vực khác nhau. Theo tôi nghĩ đây là một cái nơi tạo điều kiện cái sự giao lưu. Thì trong cái giao lưu đấy, mỗi con người ta cứ đến với nhau, chơi với nhau, với gặp gỡ nhau như một những người bạn. Thì biết đâu đó mỗi con người ta tìm được cho nhau một cái nửa của mình. Và tôi hy vọng rằng là có những sự giao lưu đấy, con người ta cởi mở hơn và đến với nhau. Đôi khi ở phái nam giới còn ngại cởi mở, còn ngại tham gia những cái câu lạc bộ như câu lạc bộ Hạnh Phúc Tuổi Trung Niên, thì chú có thể nhắn nhủ điều gì ạ? Đúng ra là nam giới là phái mạnh, ra là phái mạnh thì sẽ là người chủ động giao lưu gặp gỡ các bạn phụ nữ hơn. Thế nhưng mà trong cuộc sống thực tế, trong tâm lý của cái người đàn ông ấy, để mà ra sinh hoạt câu lạc bộ thì đang còn rụt rè. Bởi vì thực chất mà nói là thế này này, để nhiều người ta họ muốn, ai cũng muốn đấy. Thế nhưng mà rồi nói là cứ hay ngại. Mỗi người có mỗi quan điểm khác nhau. Thì riêng mình thì mình cứ nghĩ rằng cứ mở lòng ra đi giao lưu, đâu có cái gì đâu, khó khăn gì đâu. Thì hy vọng là các anh em mà cuộc sống nó không trọn vẹn thì cứ mạnh dạn đến với câu lạc bộ Hạnh Phúc Tuổi Trung Niên. Đấy, hy vọng là mọi người sẽ gặp được hạnh phúc. Không ồn ả phô trương, nhưng bằng những việc làm thiết thực và sự chân thành, câu lạc bộ Hạnh Phúc Tuổi Trung Niên từ lâu đã trở thành nơi giao lưu, kết nối, chia sẻ cho những người ở tuổi trung niên, giúp nhiều người tìm được hạnh phúc dẫu muộn màng. Câu lạc bộ được thành lập và vận hành bởi Rudy Cap và chị Hoàng Lena. Chị Vũ Nguyệt Ánh, người sở hữu thương hiệu hẹn hò Rudy Cap chia sẻ, trước đó đã có rất nhiều khách hàng ở lứa tuổi trung niên tìm đến Rudy Cap. Nhưng rất tiếc, thời điểm đó, dịch vụ của chị chủ yếu hướng đến đối tượng trẻ. Khi có duyên gặp gỡ với Hoàng Lena, nghe câu chuyện thú vị và đồng cảm với tâm huyết của chị trong việc xây dựng một cộng đồng kết nối cho các anh chị, cô bác trung niên, chị Nguyệt Ánh đã rất hứng thú và quyết định cùng triển khai thành lập câu lạc bộ. Chúng tôi có kinh nghiệm để phát triển, vận hành và quản lý những cái dịch vụ hẹn hò và kết nối chuyên nghiệp. Còn chị Lena thì đã có một cái cộng đồng sẵn có, các đối tượng trung niên rất là tin tưởng rồi. Và chị cũng có một cái hiểu biết tâm lý về cái đối tượng đó rất là nhiều. Và tôi nghĩ là sự kết hợp giữa hai bên sẽ bổ trợ cho nhau. Bằng tâm huyết và sự chuyên nghiệp, câu lạc bộ Hạnh Phúc Tuổi Trung Niên tạo ra một môi trường cộng đồng những người